Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tình tổ quốc. Hôm nay tục có một clip gồm 9 cây nha anh em. Thì 9 cây này là 9 cây cán quật. Có 3 cây là 3 cây chất liệu phíp, còn phần còn lại hàng carbon. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỏng không clip lên á thì anh em cứ gửi về cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Rất mừng tham khảo. Thì cái thứ nhất bên mọi người một cây cán quật. Cán quật này một cây cán quật phíp nha anh em. Cán quật phíp. Thì cây này một cây cán quật của Daiwa BG. Cây này dài 2m7 nha mọi người. Dài 2m7, hàng Korea. Thì đây, cán quật thì nó có chống đầu nổ lóng nè. Đó. Ốc nó đây. Đó. Thì thông số ốc 1 tỷ em sẽ đặt cho anh em. Phôi tất cả là ok, không có xước xác gì nhiều hết. Đó. Những cây cán quật Nhật này nó rất là bền luôn. Đó. Nhẹ bền. Nó sẽ rất là hơn cái quật inox đó. Cái độ nảy nó cũng có độ nảy nữa. Thì cái này là một cây cán quật dài là 2m7, nặng là 350g, thu gọn là 100cm. Thì cây này ốc của nó là ốc, để em xem, ốc cây này là ốc 6 ly nha anh em, 6 ly 5. Rồi, giá công khai cây số 1 giá là 250k nhé, cộng ship nha mọi người. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người quẳng một cây cán quật phíp. Đây, cây này là một cây phíp đỏ nha. Đó. Thì cây đỏ là một cây của Olympic. Đây anh em, hàng Olympic, hàng nội địa nha. Thì cây này một cây dài 3m. Thì nó làm phíp chất liệu, đây tem nội địa, chất liệu phíp y hệt của carbon luôn nha anh em. Đó. Đây, đó. Sẵn gần gút. Thì cây này dài là 3m, nặng là 280g. Thu gọn của cái này là 97cm. Đọt. Cái ốc cái này, cái ốc này nè. Ốc là 6 ly 5 nha anh em. Ốc là 6 ly 5. Giá công khai cây số 2, giá vẫn là 250k nhé. 250k cây số 2. Đây, em soi cho anh em tất cả các lóng ở trong. Đó. Rất là ok nhé. Sáng gần guốc nè, đó. Mà chất liệu là liệu phíp nha anh em. Đó. Càng sau cán quật sau thì em nhắc kỹ lại cho anh em vậy. Rất là mới luôn. Rồi, giá là 250k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người quẳng một cây cán quật. Thì cây này nó quấn chỉ dưới này rồi nên không có thấy cái tem của tên của nó. Thì chất liệu cây này quẳng là chất liệu phíp nha anh em. Chất liệu quẳng là chất liệu phíp. Đầu ốc nó đây. Thì cây này nặng là 520g. Thu gọn là 94cm. Thì cái này dài là 3m7 nha mọi người. Dài 3m7. Ốc của nó là ốc mừng nha anh em. Ốc mừng. Đây, cái này là mừng nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là giá cái này khoảng là 250k cộng ship nha. Thì đầu lóng ốc của nó đây. Đó. Đầu lóng thì ok hết. Tất cả phôi đều đẹp nha anh em. Không nứt bể gì hết. Đó. Tất cả ok hết nha. Nói chung là đẹp. Đó. Rồi, giá quá là 250k nha. Rồi, ba cây này phép phần bên em lên hàng carbon cho mọi người. Tiếp thêm lên cho mọi người là cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người một cây cần cán quật carbon hàng của hàng Golden. Hàng của đó. Đây anh em, Goldfish nè. Đó. Thì cây này dài 3m6 nha mọi người, dài 3m6. Phôi mọi người, phôi sẵn dạng căng guốc nha. Thì cái này dài là 3m6, nặng là 260g. Ốc của cái này là 11 nha anh em, ốc 11. Thu gọn 110cm. Thì cái số 4 giá là 550k nha. Hàng carbon. Phôi sẵn gần guốc nè. Rất là đẹp luôn. Đó. Đẹp miễn chê nha mọi người. Đó. Cái cây này thích hợp cho mấy câu đài á. Câu đài rất là thích hợp luôn. Nhỏ gọn tiện lợi. Đó. Rồi, giá cây số giá cây số 4 giá là 550k nhé. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người quẳng một cây cán quật. Thì cái này là một cây Lumos Lunax nha mà. Đó. Thì cây này bao mới với anh em luôn nha mọi người. Bao mới luôn. Đó đây.
Cây này thì em báo anh em là đẹp lung linh luôn nha. Đây, à, rất là đẹp, tem đầy đủ nha. Đây, rất là đẹp luôn. Chỉnh điện thoại xem. Đó. Đẹp miễn bàn. Thì cái này nặng là 405 g. Ốc 11 nha anh em, ốc trên đây 11. Đó. Chất liệu carbon. Thu gọn của cái này chỉ có 83 cm nha anh em, 83 cm, rất là nhỏ gọn tiện nha. Thì cái này cây số 5, giá là 5, giá là 700 anh em, 700 cộng xếp cây số 5. Thì cây này phôi thì khỏi bàn rồi, rất là đẹp, hàng carbon. Đó. Sơn màu ánh kim mọi người. Rất là đẹp luôn. Carbon sẵn nha mọi người. Đó. Quá đẹp. Đẹp neli luôn á, đẹp keng xà beng. Đây lớp mà cái lớp carbon sẵn ở trong nè, nó không có xước xát gì nhiều luôn, quá ok. Rồi giá cây số 5, giá là 700 những người, 700 cây số 5. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên cho mọi người một vẫn một cây cán quật. Thì cán này, cây này dài là 4m5 nha anh em. Đó. Cây số 5 thì nó dài là 4m2, cây số 6 thì dài 4m5 nhé. Đó. Thì cây này vẫn là một cây cán quật hàng carbon. Đó. Sẵn găng guốc nha. Thì cây này để em tháo lóng cho mọi người xem, rất là đẹp luôn. Đó. Có lóng ngoài nó bị xước xát thế này nè. Thì cái này nặng là 350 g. Đặt, ốc của nó ốc 11. Thu gọn 110 cm. Thì cây số 6 giá là 650 k nha mọi người. Đó. Cây số 6 là 650 k. Đây mọi người. Coi carbon đẹp khỏi bàn. Rất là đẹp luôn. Lóng ngọn nữa đây, nó khỏi chê về chất lượng nha. Mấy cái này rất là ok luôn. Rồi giá công khai cây số 6 giá là 650 k nhé. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người một cây của Simatis. Thì cây này một cây hàng của Korea nha anh em. Đó, đa phần những cây này em bán hay chi, cần hay chi khá là nhiều. Vẫn là một cây cán quật hàng carbon, dài 4m5. Thì cái này nặng là 375 g. Ốc vẫn là ốc 11. Thu gọn cái này là 102 cm. Giá công khai cái số 7 giá là 650 k nhé, 650 k cái số 7. Mọi người, ốc 11, hàng vẫn là hàng carbon nhé. Đó. Hàng vẫn là hàng carbon. Cái này thì có xuất sắc li ti nè. Cái này chỉ có cái dạng sơn thôi nhé, không ảnh hưởng gì phôi. Phôi cũng rất là ok nha nè. Đó. Rồi giá công khai cây số 7 giá vẫn là 650 k nhé. Tiếp theo cây số 8 và cây số 9. Thì cây số 8 em lên mọi người một cây cản quật. Cản quật cây này là cây của hàng Ron Fish. Đó. Ron Fielding. Thì cái này dài 5m4 nha anh em, dài 5m4, có dây đeo. Đó. Thì nguyên lô này chỉ có mình nên cây này có dây đeo thôi. Phôi cũng là phôi carbon sẵn nè. Đó. Thì cái này nặng là 580 g, thu gọn 110 cm. Ốc của nó vẫn là ốc 11 nha anh em. Giá cây số 8 giá là 800 k nhé. Phôi cũng là phôi carbon sẵn găng guốc nè. Đó. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Đẹp khỏi chê. Đây, xuất sắc tí nè. Đó. Không ảnh hưởng gì phôi chứ mọi người. Đó. Rất là ok nhé. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 800 nha anh em, 800 cộng ship, một cây dài 5m4. Đó. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 em lên cho mọi người một cây của cần của ISO Tama.
thì cây một cây của Isochina xuất nhật nè, đó cán quật nha em, cán quật China xuất nhật hàng chi anh em câu ISO câu gần thì xây 7m2 nhé, thì anh em có thể câu móc lỗ cũng được, móc lỗ đó, móc lỗ câu gô đồng thì ốc nó còn ốc 11. Thì cây này em bao mới cho anh em luôn, rất là mới luôn đó, thôi vẫn là phôi carbon nha anh em, thôi vẫn là phôi carbon đó, rất là ok nha mọi người, không có tiếp xác gì nhiều hết nha đó. Đóng áp gốc của nó luôn đó, rất là mới luôn nè đó. Cây ngoại hình em đảm bảo với anh em tầm khoảng 93-95% nha, rất là mới. Thì cái này nó nặng là 4, như cái này em cân lại nặng là 840g nha, thu gọn 113cm, ốc vẫn là ốc 11. Rồi cây số 9 giá công khai là 1 triệu mọi người, rồi 1 triệu cây số 9. Rồi đó tổng cộng là 9 cây cán quật em lên cho anh em hôm nay, nếu anh em bên kênh nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.